sữa và bây giờ thấy người ta đang thi đấu võ. Mình lại nhiều chuyện xíu các bạn, lại nhiều chuyện xíu nhé. Ồ, xiên quá. Múa cô mới còn. Rồi. Pin thấp. Cổ truyền như là võ Bình Định đó các bạn. Mặc đồ đen. Và cái này là mấy bạn này đang tập đang tập vợt xong rồi chắc cho một cái chương trình nè. Đây là để là chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi giải võ thuật cổ truyền thành phố Thủ Dầu Một mở rộng. Mừng đảng mừng xuân Canh Tí 2020. Đây hai em này đang tập này. Nhìn rất là thì ở ngoài cái ngã sáu này rất là y như là phổ biến các bạn, như là buổi tối là các bạn trẻ rồi nói chung là người ta hay ra ở đây để ăn uống rồi uống cà phê rồi đó. Đối diện là cái Highland, các bạn có thấy Highland không? Đó rất là đông, rồi như là người ta thích uống sữa ở ngoài đường nữa đó. À, cái này là mấy bé nhỏ nhỏ mà các bạn. Thì thường thường những cái đó này là đau. Múa đau. Nhìn chứ rồi dễ thương. Thì nói chung là mình rất là hứng thú với những cái gì mà môn thể thao các bạn, cũng như là nghệ thuật á, thì mình rất là hứng thú để là mình thích, mình cũng thích là mình cũng thích trải nghiệm ha, thì rất là thú vị các bạn, vừa rèn sức khỏe vừa như là cho mình một cái tinh thần như là ý chí á. Đây người ta xây dựng sân khấu nè, sân khấu ngoài trời, căng tấm bạc ra. Đây nên là biểu diễn các bạn, đây là biểu diễn võ thuật các. Rồi người ta cũng sẽ sắp đội hình luôn để cho những cái đội hình nó đẹp á. Đó, mấy đứa nhỏ mà nó rất là năng động ha. Cái côn nó khó múa lắm bạn. Nhìn nó dài khó múa lắm á, nó đau tay. Đó mà rớt một cái xuống chân một cái là. Cho nên là tập cái này cũng không phải là dễ dàng các bạn, rất là cực, rất là đau người, ê ẩm luôn á.
Rồi ở phía này là cái chùa Bà các bạn, cái chùa Bà Bình Dương rất là nổi tiếng. Thì như là lễ Tết, những cái ngày lễ mà lớn trong năm á, như là những cái ngày rằm á, thì ở đây rất là đông. Thì cái này thì như là chùa Bà này là của người Hoa các bạn, thì rất là nổi tiếng. Mà như gần Tết rồi, những cái người mà ở những cái vùng xa thành phố rồi, người ta hay tới đây nè, rất là nổi tiếng. Ok, và bây giờ mình chào tạm biệt các bạn đây nha. Và bây giờ mình sẽ đi về và thưởng thức cái món bánh tráng của mình đây. Ok, see you later.